Rồi chào mọi người. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần rồi, mình dắt ba với cậu Chính đi cắm câu nha. Tên hồ Dầu Tiếng cắm nè. Bữa nay mình đi đông lắm nên cái bờ bên đây nhường cho cậu Chính với mấy cậu kia câu ở bên bờ bên đây. Mình với ba mình sẽ chèo xuồng qua bờ bên kia câu nha mọi người. Nào giờ cũng chưa có qua bên đó câu lần nào hết à. Giờ đi sớm qua bển dọ địa hình sau rồi mới dọn lỗ cắm câu nha. Mới bơm cái thuyền xong mọi người, giờ đi thôi. Bữa nay mình có lấy cái tấm vải nè che lên cái thuyền cho nó giảm nhiệt độ nha mọi người. Bây giờ rất là nóng, mình đứng đây nắng nóng gì không nổi luôn á, mới lội xuống ngâm nước nè. Nóng mệt lắm, có tấm vải ướt phủ lên đỡ một xíu. Cái thuyền nó bị phù quá, phù lên nè, nó mát rồi đỡ. Để vô cạn á, vô cạn leo lên. Đồ nhiều quá được không hả? Được, leo lên đi. Vậy sao chèo ta? Mày ngồi đây mà chèo mới được nè. Yeah. Ngồi trên sạch lần sau. Vậy mà ngồi sau đít nè, ngồi lên ngay chỗ bó câu nè. Bà ngồi lên chỗ này nè, bà ngồi lên chỗ này nè. Ngồi lên đây luôn, ngồi lên đây luôn. Cao quá tôi ngồi không chết được ạ. À. Sao không được, dễ lắm. Con ngồi con câu hoài mà. Để đi. Ngồi lên luôn, ngồi lên luôn. Bó câu mà để gác đùi ba đó. Câu nguy hiểm quá. Qua bên đó câu phải chịu thôi. Đây là giữa cái đường sông Sài Gòn. Người ta đang làm gió ở đây nè. Cá giờ nó trú trong mấy cái lùm cỏ này nhiều lắm. Sẵn qua đây dò thử coi có chỗ rê không. Bên bờ bên này là đất của tỉnh Tây Ninh. Còn bên bờ bên kia chỗ nãy mình xuống á là đất của Bình Phước. Rồi. Lên cái bờ này đi vòng vòng dọ thử nha mọi người. Đấy. Trên đây toàn là cái vườn cây của người ta, vườn cây rồi cây rừng tùm lum hết. Đây địa hình đây còn hoang sơ lắm, cỏ bít quá. Ủa có cái bãi trống nè. Ủa chỗ này rơi được á. Đây, mọi người, nước sâu không biết. Đây nè, mấy chỗ này rê là chắc cứu có cá đó. Đây, dấu người ta cũng đặt lợp cá lóc quá trời. Bãi ngon ghê nha. Mình với ba mình vừa mới cắm câu ngồi rồi xong. Tranh thủ trời còn sáng á, mình xuống chỗ này mình rê thử một xíu nha. Thấy cái đường câu ngon quá. Rồi bây giờ mình với ba đi thăm câu cắm nha mọi người. Buổi chiều rơi nhưng mà nó không ăn. Bây giờ đi thăm câu cắm thôi. Địa hình ngon vậy thế nào cắm câu cũng có. Nói chung buổi chiều xuống rơi xíu cái tối thui rồi, không có rơi được nhiều. Chiều quên nói cho mọi người, mình cắm mồi nòng nọc ếch nha, như mấy lần trước. Vô trong đây mà ngon. Ngoài đây nó trống á, chỗ người ta mới kéo lưới nên cá nó hơi thừa. Dính cá rồi mọi người ơi. Đây đấy, cần này dính này nè. Đó, cá lóc nha. Chú con nhỏ nhỏ. Cần bên đó như dính cá bự mọi người, mình mới nghe nó dãy. Qua bệnh coi nha. Dính con cá lóc mọi người ơi, bự ghê. Đây này. Đúng này. Đó. Đó. Không. Đó, dính con này bự nè. Con này chắc khoảng nửa ký á. Đó. Cá bự ghê bơi. Đứng từ xa nghe dãy là biết bự. Dãy ghê quá. Cái này trọng ha, bự hơn con chiều ha. Rồi. Một bự nha mọi người. Ngon quá. Tiếp tục đi nữa nha. Cần này hết mồi rồi. Rồi mọi người. Dính cá rồi mọi người. Mà cái con này là thác lát. Trời ơi, mọi người coi thác lát cườm nè. Khủng chưa? Ui. Con này chắc hơn nửa ký chắc. Ba ha. 18 lạng đó chứ nửa ký gì. Bự ớn không? Cái này con này gần cái ký lô quá chứ. Bự khủng luôn. Nè mọi người coi nè. Ôi. Dính thác lát bự ghê mà chết à. Vô tới trong cạn luôn. Cho cạn queo. Rồi cái cần câu này có hiện tượng mọi người. Hiện tượng có cá nè. Ôi ui. Ui mạnh ghê. Đây. Đó. Lại thấy rì rì vậy là ngon rồi. Thấy rì rì là ngon rồi. Cũng được rồi, nó bự lắm. Chưa vừa. Đây. Cũng được mọi người. Cỡ chừng 3 lạng. Rồi chuyến đầu thăm câu đầu tiên được nhiêu đây cá mọi người, chắc khoảng ký mấy á, chứ mấy 2 kg á, cũng nặng lắm, không chắc khoảng 2 kg á, vậy quá trời cá luôn. Đi thăm thấy thưa ghê mà tới chừng gom lại thấy cũng nhiều. Bây giờ về thôi mọi người, về lát đi thăm tiếp nha. Rồi bây giờ mình thăm câu buổi sáng nha mọi người. Thăm rồi cuốn cần về luôn. Hồi tối này cái thuyền hơi á, cái cây chèo của thuyền hơi nó bị gãy hết một cây nên hơi khó chèo, nên không có đi thăm đợt 2, thăm có đợt 1 rồi. Nước cạn hả ba? Mới qua nay mà nước nó rút rồi mọi người. Nước hộ rút nhanh ghê luôn. Ôi đây nè. Dính rồi mọi người. Đây, nhỏ nha. Cần cái bên dính luôn rồi. Đây nữa nè. Đây. Ủa, con này kìa. Con này cũng nhỏ à. Được hơn con nãy. Sảy hết con uổng. Ủa cần kia dính nữa kìa. Dạ. Đây. Nè. Ủa. 9 con đó mọi người. Đây này. Ủa, con này được nha, bự nha. Đó. Chưa. Chà bá luôn. Đó, con này bự. Ngon. Sóc lên mắt luôn. Bình thường mình với ba mình cắm câu á là thăm buổi tối hai giác. Giác khoảng 8 giờ tối với 11 giờ. Giác 11 giờ. Mười tối này bị trục trặc nên giác 11 giờ không thăm. Nè. Đó. Con tiếp theo nữa nha mọi người. Cá lóc nhỏ. Sáng nay dính nhiều ta. Đây con nhỏ. Đấy. Đó có con cần nữa. Mấy con này hết mồi hết trơn. Sáng nay thăm câu bộ khả quan á. Đây cần này dính đó mọi người. Dính cá này. Đó. Làm gì có bự sao bơi. Đây. Cũng lên được rồi, không bự. Đó. Nhỏ mà tự mạnh dữ. Giờ con nào con cũng nè, lú cái đầu lên luôn, còn sống nè. Đó. Nguyên một cái nhánh lục bình thiệt là ngon luôn. Nhưng mà câu không có cá mọi người. Câu từ bên đó qua một vòng qua chỗ này luôn. Không có một con luôn. Đi thăm hồi tối này cũng vậy. Chỗ này vậy mà không có cá. Cá không phá mồi luôn. Mồi còn y luôn. Đó. Mồi còn y luôn. Ồ, cần này dính cá rồi. Đó. Nãy giờ mới thấy dính con rồi. Dính con mà nhỏ à. Ô cũng được chứ không có nhỏ lắm. Đây. Hình như chỗ nào có cây điên điển là có cá sao. Nè lại đây có mấy bụi điên điển ngoài nè. Đằng kia nguyên rừng điên điển luôn. Đằng chỗ rừng nguyên rừng điên điển nãy dính nhiều đắng. Đây, tối cái cây mái chèo này nó bị gãy chỗ này mọi người. Đó. Gãy nó mới gia cố lại. Lấy cái cây gỗ luồn vô trong. Rồi lấy sợi tôn cột lại. Rồi, hồi hôm này nó gãy. Chèo có một cây chèo đi lâu. Vì mình chèo tuốt qua bên kia nè. Đây xuống đó khoảng mấy trăm mét. Đây có một con cá chốt này. Bị sao mà nó bị gần chết à? Hình như là bị dính lưới sao. Nói chung cái khu vực này cá còn nhiều lắm. Nhưng mà nó ở trong mấy cái lùm điên điển với lục bình này. Mà câu nó không có vô lắm. Đây. Mới thăm lên mọi người. Đó, được nhiều đây cá. Cũng nhiều ta. Nhiều ha, ngon không? Cá nhỏ nhỏ nhiều. Như đây nhiều mình nó tối quá. Chết rồi. Nhiều mình cộng với mới tối nữa. Ngon. Cộng hết chắc cũng khoảng mấy ký ta, chắc 3 ký mấy ha. Bây giờ chuẩn bị đầu về thôi. Ba mình thì về. Mấy người cắm thì về, còn Rê thì ở lại. Mình ở lại tới chiều mới về nha mọi người. Có được nhiều không? Hả? Rồi mình kết thúc cái video tại đây luôn nhé mọi người. Ba mình thì về, mấy người cấm thì về, mình ở lại. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người video sau.